Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Di Động Việt. Apple đang phải trải qua một khoảng thời gian đầy thử thách với chính họ. Những thông tin rất xấu về doanh số của iPhone và gần như là trái ngược hoàn toàn với các kỳ vọng của các nhà đầu tư thì đang khiến cho Apple bị thiệt đơn thiệt kép. Giá trị thị trường suy giảm, lòng tin của người dùng thì không gia tăng và tệ nhất chính là tình trạng doanh thu đang giảm và mở ra dự đoán về một đợt thoái trào sắp tới dành cho táo khuyết. Điều này cho thấy sau khi chiếc iPhone XS vừa mới được tung ra thị trường chỉ một tháng thì công ty đã phải đối mặt với sự suy giảm nhu cầu thị trường. Kể từ thời điểm doanh số iPhone có dấu hiệu sụt giảm thì giá trị vốn hóa của Apple đã giảm tới 20%. Vào ngày 3 tháng 12 thì nhà cung cấp linh kiện iPhone Cirrus Logic đã tuyên bố cắt giảm dự báo doanh thu của mình khoảng 16%. Trước đó thì ít nhất 4 nhà cung cấp linh kiện iPhone lớn cũng đưa ra các kỳ vọng giảm về hoạt động kinh doanh của mình. Cụ thể thì đó là các đơn vị cung cấp cảm biến quang, màn hình, cảm biến Face ID và chip. Rõ ràng là Apple không thể đứng yên để bản thân bị chết dần chết mòn như thế. Trong nhiều ngày nay thì Apple đã làm rất nhiều. Theo nguồn tin cung cấp cho giới truyền thông đã tiết lộ kể từ tháng 10 năm nay thì để cố gắng thúc đẩy tăng trưởng về doanh thu của iPhone thì Apple đã bổ nhiệm một số nhân viên tiếp thị từ các dự án khác sang. Bên cạnh đó thì trong 2 tháng vừa qua, Apple đã áp dụng một loạt các ưu đãi và khuyến mại đặc biệt nhằm tạm thời giảm giá bán iPhone với hy vọng là sẽ giúp tăng doanh số bán hàng. Đây được xem là một động thái hiếm gặp bởi trong những năm gần đây thì để tăng doanh thu và lợi nhuận, Apple đã chọn việc nâng giá iPhone. Một ví dụ cho thấy là Apple đang phải bắt đầu các chương trình khuyến mãi liên quan đến iPhone. Một ví dụ khác cho thấy Apple đang phải bắt đầu các chương trình khuyến mãi liên quan đến iPhone là trong banner quảng cáo đăng tối ngày 2 tháng 12 trên trang chủ. Apple đã giới thiệu chương trình nâng cấp iPhone 7 Plus lên iPhone XR với giá là 449 USD, thấp hơn 300 USD so với giá bán chính thức của một chiếc iPhone XR. Một nguồn tin khác nói rằng từ tuần trước thì Apple đã bắt đầu đưa ra các chương trình khuyến mãi có thời gian giới hạn với nội dung tăng giá trị mua lại của những chiếc iPhone cũ thêm từ 25 cho đến 100 USD. Đồng thời thì nhân viên cửa hàng bán lẻ của Apple cũng thường xuyên phải giới thiệu các hoạt động khuyến mại cho khách hàng. Một số nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tại Nhật Bản cũng đã giảm giá iPhone XR bằng cách trợ giá. Như vậy thì việc giảm giá iPhone và tăng cường khuyến mãi đang là một chiêu bài nhằm kích cầu doanh số. Nhưng vấn đề đã là từ rất lâu rồi, người tiêu dùng mới lại thấy táo khuyết phải hạ mình như vậy. Những đợt giảm giá trực tiếp lớn như thế đã tưởng chừng như là kết thúc từ cách đây gần một thập kỷ. Năm 2007 thì công ty đã giảm giá iPhone xuống 200 USD chỉ chưa đầy 3 tháng sau khi sản phẩm được tung ra thị trường. Khi mà iPhone 3G ra mắt vào năm 2008 thì Apple cũng làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ để thực hiện các chương trình trợ giá. Còn ở thời của iPhone X thì những tưởng người tiêu dùng đã quen với việc sở hữu một chiếc iPhone có giá $1000 thì giờ táo khuyết lại đang phải vật lộn với chính kế hoạch tưởng chừng như là hoàn hảo của mình. Do đó thì ở thời điểm hiện tại, các nhà phân tích đang tiếp tục nhắm vào Apple và cho rằng có lẽ đã đến lúc táo khuyết nên phải tự mình nhìn lại bản thân và đối mặt với các câu hỏi hóc búa rằng có nên ra mắt một chiếc iPhone mới với giá rẻ hơn nữa hay không? Hay đúng hơn là việc ra mắt một phiên bản iPhone tử tế có giá rẻ hơn iPhone XR sẽ là điều mà họ cần phải cân nhắc. Vậy thì vừa rồi chính là những thông tin mà Di Động Việt đã tổng hợp cho các bạn. Vậy còn ý kiến các bạn thế nào? Hãy để lại comment ở bên dưới video này nhé. Còn bây giờ thì Di Động Việt xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye.